đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Những pha tấu hài cực mạnh sau đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng, Diệu Nhi rơi tóc giả, Quang Vinh bị ném xuống bể bơi. Đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã diễn ra vào chiều tối ngày 9 tháng 11 trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thế nhưng đặc biệt hơn cả là những pha tấu hài cực mạnh đến từ dàn khách mời. Tối ngày 9 tháng 11, đám cưới đẹp như mơ của Đông Nhi ông Cao Thắng diễn ra trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người. Từ hai nhân vật chính đến khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, tổng thể tạo nên một bức tranh cổ tích ở giữa đời thực. Sau khi hôn lễ và tiệc cưới kết thúc, cô dâu chú rể cùng toàn thể khách mời bước đến phần cuối của bữa tiệc, đó là phần dãy đầm. Trong giây phút này, vô số chuyện hy hữu đã xảy ra khi rất nhiều khách mời bị ném thẳng xuống dưới nước và phải lên mạng xã hội để kêu cứu. Nếu như buổi chiều Minh Hằng xuất hiện cực kỳ xinh đẹp trong bộ đầm van màu be, thì đến cuối bữa tiệc, không mấy ai nhận ra Minh Hằng rạng rỡ lúc nào. Bởi sau khi bị quăng thẳng xuống hồ bơi, cô nàng trở nên vô cùng đáng thương. Tiếp đến là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy bức xúc đến từ bậc tiền bối Quang Vinh. Anh phẫn nộ chia sẻ, chúng nó quăng tao xuống nước, khiến cư dân mạng được một fan cười ra trò. Chắc có lẽ Quang Vinh không hề ngờ tới việc bậc anh lớn như mình lại bị đàn em chơi đẹp như thế này. Quang Vinh phẫn nộ đăng status, than trời. Thế nhưng trong anh vẫn còn đẹp trai tráng. Pha lầy lội và hy hữu nhất phải kể đến Diệu Nhi khi cô nàng bị ném xuống hồ bơi sau nhiều lần van xin, như rồi chuyện gì đến cũng đến. Tuy nhiên hài hước hơn cả là bộ tóc giả của Diệu Nhi đã bị rơi ra đến nỗi phải phơi ở đèn ngủ để mai có thể đổi về Sài Gòn. Bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng cười của Diệu Nhi, cô nàng chia sẻ đã nhiều lần van xin nhưng vô tác vụng. Và hậu quả là hình ảnh không khác gì phim kinh dị khi Diệu Nhi phải phơi tóc giả ngay trên đèn ngủ để còn kịp về Sài Gòn.